sáng ngày 21 tháng 12 năm 2023, đoàn công tác thay mặt Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể thị xã Nghĩa Lộ do đồng chí Lương Mạnh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng hoa và quà Hội đồng Giáo sứ Nghĩa Lộ, Giáo sứ Vĩnh Quang và Giáo sứ Đồng Lú nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023. Tại đây, các đồng chí trong đoàn công tác đã gửi lời thăm hỏi đến các hội đồng giáo xứ cũng như toàn thể bà con giáo dân trên địa bàn, chúc bà con giáo dân một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc, đồng thời biểu dương những đóng góp của bà con giáo dân trong tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương, luôn chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, luôn phát huy tinh thần sống tốt đời đời đạo, kính Chúa yêu nước, góp phần cùng với chính quyền địa phương xây dựng thị xã Nghĩa Lộ ngày càng giàu đẹp văn minh. Nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2023, đoàn công tác đã có lãng hoa tươi thắm và những phần quà gửi đến Giáo sứ Nghĩa Lộ, Giáo sứ Vĩnh Quang, Giáo sứ Đồng Lú và tặng 13 suất quà cho 13 đối tượng chính sách là đồng bào giáo dân, chúc bà con giáo dân một mùa Giáng sinh vui vẻ, an lành, hạnh phúc.